Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trên video anh em đang xem là mẫu xe Mazda 2 kiểu dáng sedan. Mazda 2 là mẫu xe trực thuộc phân khúc hạng B với hai kiểu dáng cho anh em lựa chọn, đó là kiểu dáng sedan hay còn được gọi là hai đầu và kiểu dáng hatchback hay còn được gọi là kiểu dáng sport. Với hai kiểu dáng này thì có tất cả những phiên bản sau. Đối với kiểu dáng sedan thì có 3 phiên bản để anh em lựa chọn, cụ thể đó là Mazda 2 sedan bản tiêu chuẩn, Mazda 2 sedan bản luxury và Mazda 2 sedan bản premium. Đối với kiểu dáng hatchback hay còn được gọi bản sport thì sẽ có hai phiên bản để anh em lựa chọn. Phiên bản thứ nhất đó là Mazda 2 hatchback bản luxury và phiên bản cao cấp đó là Mazda 2 hatchback bản premium. Và trong video ngày hôm nay em sẽ gửi đến anh em chương trình bán hàng của tất cả 5 phiên bản Mazda 2 cho hai kiểu dáng hatchback và sedan tại thời điểm cuối tháng 8 này để anh em tham khảo và cân đối tình hình tài chính của mình. Mời anh em cùng xem chi tiết video. Mời anh em cùng đến với kiểu dáng sedan trước, thì đến với phiên bản đầu tiên đó là Mazda 2 sedan bản tiêu chuẩn. Giá niêm yết của nhà máy là 479 triệu, giá bán cho anh em tại thời điểm này là 449 triệu. Và chương trình khuyến mại tặng kèm anh em những phụ kiện sau. Thứ nhất đó là dán phim cách nhiệt, một túi cứu hộ và một bộ thảm để chân. Ba phụ kiện này là tặng theo xe từ nhà máy. Đồng thời ngoài ra thì cá nhân em tặng riêng cho anh em thêm một chiếc camera hành trình kèm thẻ nhớ 32GB. Với cái giá bán là 449 triệu. Chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương, em xin phép tính cho anh em để anh em cân đối tài chính, cụ thể như sau. Anh em ở Hà Nội thì sẽ là 528 triệu, anh em ở Sài Gòn sẽ là 519 triệu, anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 509 triệu, và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 499 triệu. Chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng, cụ thể đó là lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, lệ phí bảo hiểm dân sự bắt buộc, lệ phí bảo trì đường bộ 1 năm, phí đăng kiểm, chưa có những phụ phí ngoài cũng như là chưa có bảo hiểm thân vỏ, anh em lưu ý. Và Mazda phân vùng thị trường, anh em mua xe đăng ký ở đâu thì anh em chỉ được phép mua xe tại showroom ở nơi đó, và showroom của em ở Hà Nội, em sẽ hỗ trợ trực tiếp và tốt nhất cho những anh em nào đăng ký xe biển Hà Nội. Còn những anh em ở tỉnh khác có showroom của Mazda rồi thì anh em xem view của em để tham khảo về giá bán thôi ạ, chứ em không bán được cho anh em, anh em lưu ý cho em. Và trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Mazda 2 sedan bản tiêu chuẩn áp dụng tại thời điểm này và tại showroom bên em, thì anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 381 triệu, tương đương với 85% giá trị xe. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu 3 năm. Với gói vay 8 năm thì gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán cho em, cụ thể như sau. Tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán khoảng 6,6 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 3,9 triệu, lãi suất hao tiền là 2,6 triệu, dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Có một lưu ý tại thời điểm này dành cho những anh em mua trả góp, anh em bắt buộc phải mua bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm khoản vay tại thời điểm này, ngân hàng gần như là bắt buộc anh em. Chính vì vậy anh em dự trù cho em thêm một khoản chi phí để mua bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm khoản vay nếu mà anh em có nhu cầu mua trả góp, anh em lưu ý cho em. Với gói vay tối đa như em chia sẻ đến anh em thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 147 triệu, anh em nào ở Sài Gòn sẽ là 137 triệu, anh em nào ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 127 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 118 triệu. Anh em mua trả góp thì bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu tiên trị giá là 6,2 triệu, đồng thời anh em sẽ phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe trọn gói tại showroom mà anh em mua xe. Cái đó thì anh em cứ chủ động thỏa thuận với các bạn tư vấn bán hàng tại showroom. Tiếp theo mời anh em cùng đến với bản thứ hai của kiểu dáng sedan, đó là Mazda 2 bản sedan luxury. Giá bán cho anh em tại thời điểm tháng 8 này là 525 triệu. Về khuyến mại anh em cũng được tặng những phụ kiện như bản Mazda 2 sedan tiêu chuẩn em vừa mới giới thiệu, em có chia sẻ lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi đấy ạ. Và với cái giá bán là 525 triệu thì chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương nếu anh em mua xe tự làm thủ tục em cũng đã tính cho anh em, cụ thể như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì sẽ là 614 triệu, anh em nào ở Sài Gòn sẽ là 603 triệu, anh em nào ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 594 triệu, và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 583 triệu. Chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những chi phí cơ bản có hóa đơn chứng từ rõ ràng, em có liệt kê lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi.
Và trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Mazda 2 sedan bản Luxury tại thời điểm này và áp dụng tại showroom bên em thì anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 446 triệu, sẽ tương đương với 85% giá trị xe. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Với gói vay 8 năm thì em cũng tính cái gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán. Cụ thể trong tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán khoảng 7,7 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,6 triệu, lãi suất hàng đầu tiên là 3,1 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Anh em nào cần đến bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng theo số tiền vay theo nhu cầu của mình, chủ động liên hệ trực tiếp với em, kết bạn Zalo hoặc tin nhắn Facebook, em sẽ gửi qua hai kênh đó cho anh em để anh em tham khảo. Với gói vay tối đa như vậy thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em sau. Trường hợp anh em ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 168 triệu, anh em ở Sài Gòn sẽ là 157 triệu, anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 148 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 137 triệu. Và bắt buộc anh em phải mua bảo thân vỏ, cụ thể bảo thân vỏ của chiếc Mazda 2 sedan Luxury năm đầu tiên trị giá là 7,3 triệu. Mời anh em cùng đến với bản thứ 3, đây là phiên bản cao cấp nhất của kiểu dáng sedan, đó là Mazda 2 bản sedan Premium. Giá niêm yết của nhà máy là 599 triệu và giá bán cho anh em tại thời điểm cuối tháng 8 này là 562 triệu. Anh em cũng được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện em có chia sẻ lại trên màn hình để anh em theo dõi. Với cái giá bán là 562 triệu, em cũng xin phép là tính cái chi phí ra biển số, lăn bánh tại các địa phương để anh em tham khảo và cân đối tài chính. Cụ thể anh em ở Hà Nội thì sẽ là 656 triệu, anh em ở Sài Gòn sẽ là 644 triệu, anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 636 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 624 triệu. Chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em bao gồm những chi phí em có chia sẻ trên màn hình đây. Anh em lưu ý chưa có phí dịch vụ, chưa có bảo hiểm thân vỏ đâu ạ. Những cái đó thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với showroom mà anh em mua xe thì các bạn đó sẽ thỏa thuận và kê cho anh em cái bảng kê chi tiết lăn bánh trọn gói, anh em chỉ phải đi bấm biển thôi. Còn anh em nào ở Hà Nội thì liên hệ trực tiếp với em sẽ gửi cho anh em bảng kê chi tiết lăn bánh trọn gói biển Hà Nội để anh em tham khảo và chủ động công việc. Trong trường hợp anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Mazda 2 sedan bản Premium, anh em được vay ngân hàng tối đa là 477 triệu. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu 3 năm. Với gói vay 8 năm thì gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán. Cụ thể trong tháng đầu tiên sẽ là 8,3 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,9 triệu. Lãi suất hàng đầu tiên là 3,4 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Với gói vay tối đa này thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em sau. Trường hợp anh em ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 178 triệu. Anh em ở Sài Gòn sẽ cần chuẩn bị là 166 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì anh em cần chuẩn bị là 159 triệu. Và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% anh em cần chuẩn bị là 147 triệu. Anh em mua trả góp thì bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ rồi. Cụ thể bảo hiểm thân vỏ của Mazda 2 sedan bản Premium năm đầu trị giá là 7,8 triệu. Đồng thời anh em sẽ phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe trọn gói tại showroom mà anh em mua xe. Nếu anh em mua trả góp, anh em lưu ý cho em vấn đề này. Tiếp theo mời anh em cùng đến với Mazda 2 kiểu dáng hatchback hay còn được gọi kiểu dáng sport. Thì phiên bản đầu tiên em giới thiệu đến anh em đó là Mazda 2 hatchback bản Luxury. Giá niêm yết của nhà máy là 574 triệu. Giá bán cho anh em tại thời điểm này là 529 triệu. Anh em cũng được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện em có chia sẻ trên màn hình, anh em có thể theo dõi. Với cái giá bán là 529 triệu, chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì sẽ là 620 triệu, anh em nào ở Sài Gòn sẽ là 608 triệu, anh em nào ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 600 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 589 triệu. Chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em là đã bao gồm những chi phí cơ bản mà nhà nước quy định, cụ thể đó là lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, lệ phí bảo hiểm dân sự bắt buộc, lệ phí bảo trì đường bộ 12 tháng, phí đăng kiểm, chưa có bảo hiểm thất vỏ và một số những phụ phí khác anh em lưu ý. Và trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp tại thời điểm này áp dụng tại showroom bên em, anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa số tiền là 449 triệu, thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Với gói vay 8 năm thì em đã tính cái gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán, cụ thể năm đầu anh em sẽ phải thanh toán là 7,8 triệu, trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,6 triệu, lãi suất hàng tiên anh em sẽ phải thanh toán là 3,2 triệu, dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Với gói vay tối đa này thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Trường hợp anh em ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 170 triệu, anh em ở Sài Gòn sẽ là 159 triệu, anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 151 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 139 triệu. Anh em sẽ phải mua bảo hiểm thân vỏ, cụ thể bảo hiểm thân vỏ của Mazda 2 bản hatchback Luxury năm đầu trị giá là 7,4 triệu. Đồng thời anh em sẽ phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe trọn gói tại showroom mà anh em mua xe. Thì cái số tiền chi phí dịch vụ chọn gói này thì anh em sẽ phải thỏa thuận với các bạn tư vấn bán hàng, chứ em không thể nào em kê theo một cái quy chuẩn ở trong video được, nên anh em thông cảm.
Và cuối cùng mấy anh em cùng đến với phiên bản cao cấp nhất của dòng Mazda 2 hatchback, đó là Mazda 2 bản hatchback Premium. Giá bán cho anh em tại thời điểm này là 574 triệu. Chương trình khuyến mại anh em cũng được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện em có chia sẻ trên màn hình đây. Và với cái giá bán như vậy thì chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em đã tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì sẽ là 670 triệu, anh em nào ở Sài Gòn sẽ là 658 triệu, anh em nào ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 651 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 638 triệu. Chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em ở trên đã bao gồm những chi phí cơ bản mà nhà nước quy định, cụ thể em có chia sẻ trên màn hình, anh em cũng tiện theo dõi luôn. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Mazda 2 hatchback bản Premium này áp dụng tại showroom bên em, và tại thời điểm này anh em được vay tối đa là 85% giá trị xe, sẽ tương đương với số tiền là 487 triệu. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Anh em có quyền vay ngân hàng theo thời gian theo nhu cầu của mình, cũng như là anh em có thể là vay số tiền theo nhu cầu, không nhất thiết là phải vay tối đa 8 năm nữa. Còn em chia sẻ trong video, em sẽ lấy cái định mức vay tối đa 85% giá trị xe là gói vay cao nhất, và cái thời gian vay tối đa 8 năm thì em sẽ tính cái gốc lãi hàng tháng để cho anh cân đối tài chính của mình. Và với gói vay 8 năm thì gốc lãi anh em sẽ thanh toán cụ thể như sau. Tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 8,4 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 5 triệu, lãi suất tháng đầu tiên là 3,4 triệu, dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Với gói vay tối đa này thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 182 triệu, anh em ở Sài Gòn sẽ là 170 triệu, anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 163 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 150 triệu. Anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ vì anh em mua trả góp, và cụ thể bản thân vỏ năm đầu trị giá là 8 triệu. Đồng thời anh em sẽ phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe trọn gói tại showroom mà anh em mua xe. Tiếp theo đó là về nguồn cuống hàng hóa của tất cả các phiên bản Mazda 2 tại thời điểm này. Mazda 2 có những màu cơ bản sau, đó là màu đỏ, màu xanh, màu nâu và màu trắng. Thì anh em có nhu cầu mua bản nào, màu gì thì anh em chủ động liên hệ trực tiếp với showroom tại địa phương mà anh em sinh sống. Anh em nào ở Hà Nội thì liên hệ trực tiếp với em sẽ cập nhật cái kho xe cho anh em. Trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chương trình bán hàng của tất cả các phiên bản Mazda 2 tại thời điểm cuối tháng 8 này. Cảm ơn anh em đã xem video. Anh em hãy đăng ký kênh ủng hộ em cũng như là để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường ô tô tại Việt Nam nói chung cũng như chiếc Mazda 2 nói riêng. Em cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.